Thưa quý vị, đời sống văn hóa tinh thần một năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng ta đã có đường sách, những hội sách lớn nhỏ hay những cuộc nói chuyện về sách vân vân. Trong dòng chảy sôi nổi của giới văn chương đã có một thế hệ tác giả trẻ nổi lên và khẳng định mình với bút lực và nhiệt huyết dồi dào. Họ là ai? Họ viết gì? Giới làm sách và người đọc sách nghĩ gì về họ và những tác phẩm của họ? Trong phóng sự ngắn ngày sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tản mạn qua những trang sách của những tác giả trẻ Việt Nam. Thưa quý vị, những năm gần đây chúng ta đã nói nhiều về chuyện giới trẻ đọc sách. Trong phóng sự ngắn sau đây, chúng tôi muốn nói đến chuyện giới trẻ viết sách như thế nào. Giống như nhà văn Raymond Carver đã từng đặt câu hỏi, mình nói gì khi mình nói chuyện tình? Chúng tôi cũng có một câu hỏi tương tự, đó là giới trẻ viết gì khi mà họ đặt bút viết sách? Và trong phóng sự ngắn sau đây, chúng tôi có một số ghi nhận tại con đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Nguyễn Văn Bình, để ghi nhận một số những ý kiến, những nhận định của những người trong cuộc, bao gồm người viết sách, người đọc sách và phía phát hành sách. Huỳnh Trọng Khang năm nay chỉ mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn. Nhưng ngay từ khi 20, Trọng Khang đã viết một cuốn tiểu thuyết mang tên Mộ Phần Tuổi Trẻ. Cuốn sách viết về hành trình tìm kiếm lý tưởng sống trong tình yêu của một người con trai trung tướng Cộng Hòa dưới thời ngụy quyền ở Sài Gòn. Chọn viết về một quá vãng biến động với lối viết già dặn, nhuần nhuyễn, chạm đến những tầng sâu cảm xúc. Thật ngạc nhiên khi Huỳnh Trọng Khang là một cây bút thật trẻ, thật mới, chưa từng xuất hiện trên văn đàn. Và Khang là một trong rất nhiều những cây bút trẻ đang từng ngày, từng bước khắc họa chân dung mình rõ hơn trên bức tranh văn chương của Việt Nam. Tuy nhiên, hướng đi của Khang được cho là rất khác biệt so với những nhà văn đồng trang lứa. Anh đã lý giải với chúng tôi vì sao anh muốn khác biệt. Một khoảng thời gian gần đây thì chúng ta đọc khá là nhiều những tác phẩm của người trẻ, viết người trẻ, nỗi cô đơn, đại loại như thế. Nhưng mà một tác phẩm người trẻ viết về quá khứ, viết về chiến tranh thì có thể là thu hút được đông đảo, có thể thu hút được một cái lớp độc giả mới, họ quan tâm, họ chú ý, họ xem là cách người trẻ nhìn nhận về quá khứ như thế nào. Viết một cái cuốn chủ đề mà ai cũng biết, ai cũng quen thuộc rồi thì nó rất là khó có thể tạo lên được cái dấu ấn của mình. Cho nên khi mà tôi bắt đầu viết tiểu thuyết này thì tôi chọn lên một cái đề tài theo tôi là độc đáo, riêng biệt để từ đó mà khai thác, làm nên được cái tác phẩm của mình. Vấn đề nằm ở chỗ một khi đã chọn hướng đi nằm ngoài những thể tài thường gặp, Trọng Khang đã xác định cái khó của mình. Khi mà bắt đầu sáng tác được cuốn tiểu thuyết này thì tôi đã nghĩ đến là đây không thể là một cái cuốn tiểu thuyết gọi là bestseller hay là đại loại là một cuốn tiểu thuyết mà có thể gây tầm ảnh hưởng gì đó cho mọi người. Nhưng tôi nghĩ là cuốn tiểu thuyết này trong một cái cộng đồng độc giả nhất định thì nó vẫn có một cái sự được sự yêu mến và tiếng nói riêng của mình. Nếu nói đến sự yêu mến của độc giả dành cho các tác giả trẻ, phải nói đến những tên tuổi luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy. Đó là anh Khang, Gào, Hamlet Trương, Nguyễn Ngọc Thạch, Iris Cao, Minh Nhật, v.v. Dễ thấy trong những tác phẩm của họ, phần nhiều là tản văn, truyện ngắn với những đề tài quen thuộc là tình yêu, tuổi trẻ và nỗi cô đơn. Nguyễn Ngọc Thạch thì tôi nhớ có một tác phẩm là Người yêu cũ có người yêu mới. Còn Hamlet Trương thì như là Người cũ còn thương hay là Thương nhau để đó. Tôi nghĩ thì đó cũng là một cái xu hướng á, tự nhiên thôi. Trong một năm á, có một vài tác giả thì người ta sẽ thường ra hơi nhiều sách á. Nên là đối với một số đầu sách thì tôi nghĩ nó cũng chưa gọi là khai thác quá sâu về vấn đề tình yêu á. Nó nhiều khi nó là dòng sách thị trường nhiều hơn. Nên là một số sách thì nó không khai thác sâu vào tâm lý của nhân vật á. Nên là mình nó chưa mang lại nhiều cái cảm xúc để cho người đọc. Em thì thực ra là em không thích cái xu hướng này cho lắm là tại vì nếu như cuộc sống có nhiều còn nhiều cái cạnh khác nữa, học tập, công việc, nhưng mà những tác giả đó chỉ tập trung vào tình yêu, nỗi cô đơn thôi thì em nghĩ là cuốn sách này có thể nhiều người thích tại vì nó đánh vào đúng tâm lý người ta, ai cũng đang yêu, đúng đang cô đơn hết. Nhưng mà theo em thì em không thích tại vì em muốn nó phải phong phú hơn nữa chứ không chỉ tập trung vào như vậy. Tuy nhiên, những tác phẩm từng bị gọi là mì ăn liền này có phải hoàn toàn không có giá trị nào?
Sau một khoảng thời gian bùng nổ các tác giả tác phẩm khai thác nội tâm của giới trẻ, người ta đã có cái nhìn bao quát và khách quan hơn. Theo tôi thì thị trường sách bây giờ khá là rộng mở. Nó dung nạp được rất là nhiều những thể loại, từ những tảng văn của tác giả trẻ cho đến những nhà văn đoạt giải Nobel. Thậm chí Nobel năm nay là Bob Dylan, một tác giả nhạc sĩ. Cho nên tôi thấy là văn chương bây giờ đang theo hướng mở rộng, thì độc giả cũng cảm thấy rằng họ được tự do hơn, người viết cũng cảm thấy họ được tự do hơn, không gò bó bởi thể loại hay những quy cách gì cả. Điều đó tạo nên những thuận lợi cũng như là những khó khăn nhất định cho người viết. Khó khăn là vì là khi mà mình quá tự do, quá rộng lớn, mình không biết được những cái ranh giới giới hạn đâu, thì có thể là mình lạc lối trong đó, mình sẽ tạo ra một cái thứ gì đó không tới nửa mùa, đại loại là vậy. Tình yêu là đề tài muôn thuở của văn chương, không phải chỉ riêng thời nay mà thời nào cũng vậy. Dễ hiểu tại sao các tác giả trẻ thường quyến luyến chủ đề này. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn toàn nền văn chương của lớp trẻ Việt thì vẫn đang có rất nhiều dòng chảy văn chương đang hòa quyện và tiếp bước song song cùng nhau, làm nên một nền văn chương trẻ, khỏe, bút lực dồi dào, và đó chính là biểu hiện của một nền văn chương lành mạnh, tự do và tự nhiên. Nhà xuất bản trẻ vừa họp báo khai mạc chương trình tháng 3 sách trẻ vào sáng ngày hôm nay. Tại buổi khai mạc, đại diện nhà xuất bản trẻ công bố nhiều chương trình hậu mãi mới nhằm mở rộng cách tiếp cận bạn đọc và đưa bạn đọc đến với sách bằng nhiều con đường tiện lợi và hiệu quả hơn. Tháng 3 sách trẻ là chương trình thường niên kỷ niệm tháng thành lập của nhà xuất bản trẻ. Năm nay, tháng 3 sách trẻ sẽ có gần 200 tựa sách xuất bản mới và gần 300 tựa sách tái bản. Đáng chú ý, có những tựa sách được bạn đọc săn đón từ lâu, chẳng hạn như quyển thứ 8 của bộ tiểu thuyết Harry Potter, cuốn Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa, hay quyển Cà phê cùng Tony của Tony Buổi Sáng. Ngoài ra, còn có những đầu sách kinh tế đáng đọc như Tất cả chúng ta đều hành sự cảm tính, Sự hình thành kinh tế học hành vi. Và ngoài mức giảm giá sách 20% như mọi năm, thì năm nay, nhà xuất bản trẻ còn tung chương trình hậu mãi, mua một sách giấy tặng một sách điện tử bất kỳ trong kho sách ebook 2.000 cuốn của nhà xuất bản trẻ. Bạn đọc có quyền tải cái cuốn ebook mà cái bản sách giấy mình đang mua, hoặc bạn đọc có thể lựa chọn một sự lựa chọn khác, một cái cuốn ebook khác trong kho ebook của nhà xuất bản trẻ đã có sẵn. Thì cái điều này nó cần góp phần như một phần quà tặng để bạn đọc có thêm một quyển sách khác, một hình thức đọc khác. Mặt khác, nó cũng là một cái chính sách mà hướng tới ngày càng hoàn thiện hơn để mình phục vụ cho bạn đọc mình ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên nhà xuất bản trẻ và hệ thống Phương Nam phát hành thẻ đồng thương hiệu. Bạn đọc có thể dùng thẻ để mua sách của nhà xuất bản trẻ tại hệ thống của nhà xuất bản và của Phương Nam, hoặc dùng làm quà tặng. Cho đến nay, giá trị hợp đồng sơ bộ giữa nhà xuất bản trẻ và 45 đơn vị phát hành tham gia chương trình tháng 3 sách trẻ đã lên đến 49 tỷ đồng. Hơn một nửa doanh thu dự kiến của nhà xuất bản trẻ trong năm 2017 là 95 tỷ đồng.